đọc diễn cảm lời Đức Chúa Trời toàn năng về việc mưu cầu lẽ thật. Cách mưu cầu lẽ thật 4. Giờ hãy nói tiếp về chuyện ốm đau. Xác thịt già nua này của con người, cho dù là mắc bệnh gì, cho dù có khỏi hay không, đau khổ đến mức độ nào, đều không phải do con người mà đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Khi mắc bệnh, người thuận phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, người sẵn lòng nhận lấy, tiếp nhận sự thật này, thì ngươi vẫn sẽ mắc phải căn bệnh này. Người không tiếp nhận sự thật này thì cũng không thể loại bỏ được căn bệnh đó. Đây là sự thật. Cho nên, tích cực đối mặt với bệnh tật hay tiêu cực đối mặt với bệnh tật thì cũng là một ngày. Nghĩa là cho dù thái độ của ngươi như thế nào, ngươi đều không thể thay đổi được sự thật là ngươi đang mang bệnh. Vậy người thông minh sẽ lựa chọn như thế nào? Người ngu xuẩn sẽ lựa chọn như thế nào? Người ngu xuẩn sẽ lựa chọn sống trong cảm xúc sầu khổ, âu lo và lo lắng, thậm chí đắm chìm vào trong đó không muốn ra. Ai khuyên cũng không nghe, họ chỉ suy nghĩ. Ôi thôi, sao mình lại mắc bệnh này? Là do mệt mỏi, do sầu lo, hay là kìm nén mà ra? Mỗi ngày họ đều suy nghĩ tại sao mình lại mắc bệnh. Bắt đầu từ khi nào? Sao mình lại không phát hiện ra chứ? Sao mình lại ngốc như vậy? Sao lại thực hiện bổn phận thành thật như vậy chứ? Người ta hàng năm đều khám sức khỏe, ít nhất phải đo huyết áp, chụp X-quang. Sao mình lại không biết đi khám chứ? Người ta sống kỹ càng chu đáo như vậy, còn mình lại sống cầu thả như thế. Bản thân mắc bệnh cũng không biết. Ôi, bệnh này phải chữa trị. Mà chữa trị như thế nào đây? Sau đó, họ lên mạng tra xem bệnh này mắc phải như nào. Nguyên nhân là gì? Đông y, tây y chữa trị như thế nào? Dân gian có phương thuốc cổ truyền gì? Họ đều tra hết. Sau khi tra xong, họ ở nhà uống thuốc bắc, lại uống thêm cả thuốc tây. Luôn băn khoăn, lo lắng, cáu giận vì chuyện ốm đau này. Qua thời gian, họ không làm bổn phận nữa. Chuyện tin Đức Chúa Trời cũng ném lên 9 tầng mây. Không còn tin nữa, chỉ muốn chữa bệnh. Bổn phận hiện tại của họ chính là chữa bệnh. Họ sống trong bệnh tật, mỗi ngày đều sầu khổ vì chuyện bệnh tật này. Gặp người khác thì nói: "Ôi thôi, sao tôi lại mắc bệnh này nhỉ? Sau này các anh chị em phải rút ra bài học từ tôi. Khi có ốm đau thì phải đi khám, phải chữa trị. Chăm sóc sức khỏe là quan trọng nhất. Phải có kiến thức, không được sống quá cầu thả." Gặp ai họ cũng nói, cũng kể lể. Bị bệnh một trận thì phải có chút kinh nghiệm, có chút bài học. Đã bị bệnh một trận rồi thì ăn cơm cũng cẩn thận, đi đường cũng cẩn thận, còn học được cách chăm sóc bản thân. Cuối cùng có được kết luận rằng sức khỏe của mình thì vẫn phải dựa vào chính bản thân mình chăm lo. Mấy năm nay tôi không chú trọng chăm sóc sức khỏe, mới không cẩn thận một chút thì đã mắc bệnh. May mắn là phát hiện sớm, nếu phát hiện muộn thì tôi đã chết rồi. Nếu tuổi còn trẻ mà đã chết vì bệnh thì thật thiệt thòi. Cuộc đời này tôi còn chưa hưởng thụ, rất nhiều đồ ngon tôi vẫn chưa ăn, rất nhiều nơi thú vị tôi vẫn chưa đi. Bị bệnh một trận là họ có được kết luận như vậy. Họ bị bệnh mà không chết, vẫn cho rằng mình thông minh, phát hiện kịp thời. Họ sẽ không nói đây đều là sự tể trị và tiền định của Đức Chúa Trời. Người không đáng chết thì bệnh nặng đến đâu cũng không chết được. Nếu đáng chết thì không có bệnh cũng sẽ chết. Chuyện này họ chẳng nhìn thấu được. Họ còn tưởng rằng
bị bệnh một trận khiến họ trở nên thông minh. Thực ra cái thông minh của họ là quá đà và họ quá ngu xuẩn. Người mưu cầu lẽ thật thì khi lâm bệnh có rơi vào cảm xúc sầu khổ, âu lo và lo lắng như vậy không? Họ sẽ đối đãi với ốm đau như thế nào? Trước tiên họ có thể thuần phục, sau đó trong quá trình này đi tìm kiếm để hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, tự phản tỉnh xem trong mình còn có những tâm tính bại hoại nào. Mấy câu này có thể giải quyết vấn đề hay không? Chỉ phản tỉnh thì có chữa được bệnh hay không? Cũng sẽ phối hợp chữa bệnh. Đúng vậy, nếu như là bệnh nên chữa trị, bệnh nặng, mà không chữa trị thì có thể bị trở nặng hơn. Nên chữa trị thì vẫn phải chữa trị. Đây là biện pháp của người thông minh. Người ngu xuẩn lúc không có bệnh thì luôn lo lắng. Ôi, mình có thể mắc bệnh không? Mắc bệnh rồi thì có trở nặng không? Mình có mắc loại bệnh đó không? Nếu mắc loại bệnh đó, mình có chết sớm không? Khi chết có phải rất đau đớn không? Đời này mình có thể sống hạnh phúc không? Nếu mình mắc bệnh đó, vậy mình có cần phải sắp xếp hậu sự càng sớm càng tốt, tận hưởng cuộc đời càng sớm càng tốt không? Người ngu xuẩn thường sầu khổ, âu lo và lo lắng vì những chuyện như vậy. Họ từ trước tới nay không tìm kiếm lẽ thật, không tìm kiếm lẽ thật mà con người nên hiểu trong những chuyện đó. Còn người thông minh thì khi người khác mắc bệnh hoặc khi bản thân vẫn chưa mắc bệnh, họ sẽ có một số nhận thức và một số nhìn nhận về chuyện này. Vậy nên, có những nhận thức và những nhìn nhận nào? Trước hết, ốm đau có thể lướt qua con người vì họ có loại cảm xúc sầu khổ, âu lo lắng hay không? Một người nào đó vào thời gian nào thì có bệnh gì? Vào độ tuổi nào thì tình trạng sức khỏe ra sao? Có mắc bệnh gì nặng, bệnh gì nghiêm trọng không? Các ngươi nói xem chuyện này có được định sẵn hay không? Có, ta nói cho các ngươi biết, chắc chắn là có. Trước hết, chúng ta sẽ không nói đến việc Đức Chúa Trời tiền định cho ngươi như thế nào, mà tướng mạo, ngũ quan, hình thể con người và ngày sinh của con người đều biết rõ ràng ra đó rồi. Những người ngoại đạo xem bói, biết chiêm tinh, còn có người biết xem chòm sao, biết xem chỉ tay. Từ chỉ tay, tướng mạo và ngày sinh, họ có thể nhìn ra, nói người này lúc nào sẽ gặp tai họa, người kia lúc nào thì gặp khó khăn. Những chuyện này đã sớm được định sẵn. Cho nên, một người mắc bệnh, nhìn bề ngoài là do mệt mỏi, bực bội hoặc là cuộc sống không tốt, thiếu dinh dưỡng gây ra. Nhìn bề ngoài là như vậy. Tình huống này áp dụng với tất cả mọi người. Vậy tại sao ở cùng một độ tuổi, có người mắc bệnh này, những người khác thì không? Đây có phải là do định sẵn hay không? Nói một cách phổ thông thì đây là chuyện được định sẵn. Vậy nói theo cách phù hợp với lẽ thật thì sao? Thì tất cả những chuyện này đều nằm dưới sự an bài, tể trị của Đức Chúa Trời. Cho nên, bất kể ngươi ăn, uống, ở thế nào, hoàn cảnh sinh tồn ra sao, thì thực ra nó đều không liên quan đến chuyện ngươi mắc bệnh lúc nào, mắc bệnh gì. Người không tin Đức Chúa Trời luôn tìm nguyên nhân từ khách quan, luôn nhấn mạnh nguyên nhân mắc bệnh. Họ nói, anh phải tập thể dục thêm đi, ăn thêm rau củ, bớt ăn thịt. Chuyện có thật là như vậy không? Có những người chẳng bao giờ ăn thịt, vẫn bị cao huyết áp hay tiểu đường như thường. Thậm chí có người ăn chay trường mà cholesterol vẫn cao. Những chuyện này y học đều không có sự giải thích chính xác, hợp lý. Ta nói cho ngươi biết, các loại thực phẩm mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho con người đều là thứ mà con người nên ăn, nhưng đừng quá mức, mà phải điều độ.
học cách chăm sóc sức khỏe là cần thiết, nhưng luôn muốn học cách phòng bệnh thì lại là sai lầm. Như chúng ta vừa mới nói, chuyện con người ở độ tuổi nào, có tình trạng sức khỏe thế nào, có bệnh nặng hay không thì đều nằm trong sự an bài của Đức Chúa Trời. Người ngoại đạo không tin Đức Chúa Trời, họ xem chỉ tay, xem ngày sinh, xem tướng mạo đều có thể tra ra được và đều tin tưởng điều này. Còn người tin Đức Chúa Trời thường nghe giảng đạo, nghe thông công lẽ thật mà ngay cả điểm này cũng không tin, thì ngươi quả thật là người không tin. Nếu ngươi thực sự tin tưởng mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, thì bệnh nặng, bệnh nhẹ, tình trạng sức khỏe như thế nào, thì ngươi đều nên tin tưởng nó nằm dưới sự an bài và tể trị của Đức Chúa Trời. Loại bệnh nặng nào xuất hiện, tình trạng sức khỏe ở độ tuổi nào như thế nào, những chuyện này đều không phải là ngẫu nhiên, mà là một phương diện nhận thức tích cực và chính xác. Nó có phù hợp với lẽ thật không? Nó phù hợp với lẽ thật, chính là lẽ thật. Con người nên tiếp nhận chuyện này, nên chuyển biến thái độ và quan điểm đối với chuyện này. Vậy sau khi chuyển biến rồi thì giải quyết được gì? Có phải giải quyết được sự sầu khổ, âu lo và lo lắng của ngươi không? Ít nhất về mặt lý luận đã giải quyết được loại cảm xúc tiêu cực như sầu khổ, âu lo và lo lắng này của ngươi đối với ốm đau. Bởi vì nó chuyển biến quan điểm và tư tưởng của ngươi, cho nên nó giải quyết được những loại cảm xúc tiêu cực này của ngươi. Một mặt là như vậy, việc con người có thể mắc bệnh hay không, mắc bệnh nặng gì, ở mỗi một độ tuổi, tình trạng sức khỏe như thế nào, đều không thay đổi theo ý chí của con người, đều có sự tiền định của Đức Chúa Trời. Có những người nói, vậy tôi không muốn bị bệnh, tôi muốn cầu xin Đức Chúa Trời loại bỏ bệnh tật cho tôi, muốn cầu xin Ngài để tôi tránh khỏi khó khăn này, tai họa này có được hay không? Các ngươi nói xem có được hay không? Không được. Các ngươi nói rất chắc chắn, nhưng không ai có thể nhìn thấu những chuyện này. Có thể có người trung thành thực hiện bổn phận, có ý chí mưu cầu lẽ thật, rất quan trọng đối với một số công tác trong nhà Đức Chúa Trời, và bệnh nặng của họ ảnh hưởng đến bổn phận, ảnh hưởng đến công tác, đến sinh lực và thể lực của thân thể, thì Đức Chúa Trời có thể loại bỏ bệnh đó đi, bởi vì Đức Chúa Trời sẽ chịu trách nhiệm cho công tác của Ngài. Nhưng có người như vậy hay không? Là ai? Các ngươi vẫn không biết, phải không? Có thể có người như vậy. Nếu quả thật có người như vậy, thì bệnh tật này hoặc kiếp nạn này có thể được loại bỏ. Chẳng phải Đức Chúa Trời nói một câu là xong hay sao? Chẳng phải là chuyện một ý niệm của Đức Chúa Trời thôi sao? Ý niệm của Đức Chúa Trời sẽ là: người này ở độ tuổi này, vào tháng này, sẽ gặp một trận tai họa bệnh tật như vậy. Nhưng hiện tại công tác bận rộn, không để cho người này mắc bệnh được. Người này không cần trải qua bệnh tật này, cho qua đi. Chuyện này không hẳn là không thể, chẳng phải chỉ là một câu nói của Đức Chúa Trời thôi sao? Nhưng người nào có được phúc lành như vậy đây? Người nào thật sự có ý chí và lòng trung thành này, thật sự có thể đóng vai trò như vậy trong công tác của Đức Chúa Trời, thì người đó có thể có được phúc lành này. Đây không phải đề tài chúng ta cần nói, nên giờ không nói về chuyện này nữa. Chỉ nói về chuyện ốm đau, đây là điều mà đa số mọi người đều phải trải nghiệm trong đời. Cho nên sức khỏe vào thời gian nào, ở độ tuổi nào có đau ốm như thế nào, có tình trạng như thế nào, những chuyện này đều có sự an bài của Đức Chúa Trời. Bản thân con người không có cách nào quyết định. Cũng giống như chuyện con người không thể quyết định thời điểm mà mình sinh ra. Cho nên,
ngươi sầu khổ, âu lo, lo lắng vì những chuyện mình không quyết định được, thì có phải là ngu xuẩn hay không? Việc con người có thể giải quyết được thì bắt tay vào giải quyết. Việc nào không làm được thì chờ đợi Đức Chúa Trời. Con người nên âm thầm thuận phục, cầu xin Đức Chúa Trời che chở. Đây là tâm thái họ nên có. Nếu thật sự có ốm đau, thật sự cận kề cái chết, thì con người cũng nên thuận phục. Đừng nói những lời oán giận, đừng phản nghịch Đức Chúa Trời, đừng nói ra những lời báng bổ Ngài, công kích Ngài, mà phải giữ vững cương vị của loài thọ tạo, trải nghiệm, lĩnh hội tất cả những gì đến từ Đức Chúa Trời mà không lựa chọn. Đây phải là một trải nghiệm đặc biệt làm phong phú cuộc đời ngươi. Chưa chắc đây không phải là một chuyện tốt, phải không? Cho nên, đối với chuyện ốm đau này, đầu tiên nên giải quyết tư tưởng và quan điểm sai lầm của người ta liên quan đến nguồn gốc bệnh tật, thì người ta sẽ không có loại lo lắng này nữa. Ngoài ra, đối với những điều chưa biết hoặc những điều đã biết, con người đều không có quyền kiểm soát, cũng không có năng lực để kiểm soát, bởi vì mọi sự đều nằm dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời. Thái độ và nguyên tắc thực hành mà con người nên có chính là chờ đợi và thuận phục. Từ nhận thức cho đến thực hành đều nên căn cứ theo nguyên tắc lẽ thật mà làm. Đây chính là mưu cầu lẽ thật. Có những người thường lo lắng cho bệnh của mình. Họ nói, nếu như bệnh của tôi nặng thêm, tôi có chịu đựng được hay không? Bệnh chuyển biến xấu đi thì tôi có mất mạng không? Bệnh này có cần phải phẫu thuật không? Nếu phẫu thuật thì tôi có chết trên bàn mổ không? Tôi đã thuận phục rồi, liệu Đức Chúa Trời có thể lấy đi mạng sống của tôi bằng căn bệnh này không? Người nghĩ những chuyện này thì có ích gì không? Nếu như không nghĩ không được, thì ngươi nên cầu nguyện Đức Chúa Trời. Dựa vào con người thì chuyện gì cũng không xong. Chắc chắn ngươi sẽ không chịu nổi. Không có ai sẵn lòng chịu đựng bệnh tật. Cũng không có ai lúc mắc bệnh mà vẫn có thể vui mừng hớn hở, vui vẻ hạnh phúc, vẫn có thể ăn mừng. Không có ai như vậy cả. Bởi vì đó không phải nhân tính bình thường. Người bình thường khi mắc bệnh thì đều sẽ đau khổ, buồn bã, đều có giới hạn chịu đựng nhất định. Nhưng có một loại người lúc ốm đau thì luôn muốn dựa vào sức lực của mình để loại bỏ ốm đau, thoát khỏi ốm đau. Kết quả cuối cùng sẽ là gì? Trên cơ sở ốm đau, có phải họ sẽ càng thêm đau khổ, càng thêm buồn bã hay không? Cho nên, càng ở trong ốm đau thì càng nên tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm cách thực hành như thế nào mới có thể hợp tâm ý Đức Chúa Trời. Càng trong lúc ốm đau, con người càng nên đến trước mặt Đức Chúa Trời mà nhận thức sự bại hoại của mình, nhận thức yêu cầu vô lý của mình đối với Đức Chúa Trời. Càng trong lúc ốm đau thì càng là lúc thử thách sự thuận phục chân thực của ngươi. Cho nên, trong lúc chịu đựng bệnh tật mà ngươi vẫn có thể thuận phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, vẫn có thể chống lại sự oán giận và yêu cầu vô lý của mình, thì chứng tỏ ngươi là người thật lòng mưu cầu lẽ thật, thật lòng thuận phục Đức Chúa Trời. Ngươi có lời chứng, lòng trung thành cũng như sự thuận phục của ngươi đối với Đức Chúa Trời là chân thật và chịu được thử thách, chứ không phải là khẩu hiệu hay đạo lý. Đây là điều mà con người nên thực hành trong lúc ốm đau. Lúc người ốm đau, một mặt nó tỏ lộ đủ loại yêu cầu vô lý của người, tỏ lộ đủ loại quan niệm và tưởng tượng không phù hợp với thực tế đối với Đức Chúa Trời. Mặt khác, nó cũng thử thách đức tin và sự thuận phục của người đối với Ngài. Nếu những phương diện này đều đã được thử thách, vậy thì đức tin, lòng trung thành và sự thuận phục của ngươi đối với Đức Chúa Trời đã có lời chứng chân thực, đã có minh chứng thực tế rồi. Đó là những gì Ngài muốn, và đó cũng là những gì mà một loài thọ tạo nên có, nên sống thể hiện ra.
những thứ này có phải đều là tích cực hay không? Đó đều là những gì con người nên mưu cầu. Mặt khác, nếu Đức Chúa Trời có thể khiến cho ngươi mắc bệnh, thì có phải Ngài cũng có thể khiến trận ốm đau của ngươi được loại bỏ bất kỳ lúc nào hay không? Đức Chúa Trời có thể khiến trận ốm đau của ngươi được loại bỏ bất kỳ lúc nào. Vậy có phải Ngài cũng có thể khiến trận ốm đau đó tiếp tục ở trên người ngươi, không rời khỏi ngươi hay không? Nếu Đức Chúa Trời liên tục khiến những căn bệnh tương tự không rời khỏi ngươi, ngươi vẫn có thể thực hiện bổn phận chứ? Vẫn có thể giữ vững đức tin của ngươi vào Đức Chúa Trời chứ? Đây có phải là thử thách đối với ngươi không? Nếu ngươi bị bệnh vài tháng rồi khỏi, vậy thì đức tin, lòng trung thành và sự thuận phục của ngươi đối với Đức Chúa Trời vẫn chưa được thử thách, xem rốt cuộc là thế nào và ngươi không có lời chứng. Vài tháng thì còn dễ dàng chịu đựng được, nhưng nếu căn bệnh này kéo dài 2-3 năm, thì đức tin của ngươi, nguyện vọng thuận phục và trung thành với Đức Chúa Trời của ngươi không thay đổi, lại ngày càng thực tế hơn, thì có phải sự sống của ngươi đã trưởng thành hay không? Đây có phải là thu hoạch hay không? Cho nên, người thực sự mưu cầu lẽ thật thì trong lúc ốm đau sẽ trải nghiệm, thể nghiệm đủ loại lợi ích mà ốm đau mang lại cho họ, chứ không nôn nóng thoát khỏi ốm đau, cũng không lo lắng liệu ốm đau kéo dài sẽ có hậu quả gì, sẽ mang đến phiền toái gì, có thể trở nặng hay không, có chết không, họ không lo lắng những điều này. Đồng thời, họ còn có thể bước vào một cách tích cực, có đức tin, lòng trung thành và sự thuận phục chân thực đối với Đức Chúa Trời. Một mặt, họ có lời chứng. Mặt khác, nó mang đến sự thu hoạch cực lớn cho lối vào sự sống, sự thay đổi tâm tính của bản thân họ, còn xây dựng nền móng vững chắc cho việc được cứu rỗi của họ. Thật tốt biết bao. Hơn nữa, chuyện ốm đau có thể lớn, có thể nhỏ, nhưng bất kể lớn nhỏ thì đều tinh luyện con người. Trải qua một trận bệnh mà không mất đi đức tin vào Đức Chúa Trời, có sự thuận phục và không oán giận, thì biểu hiện của con người về cơ bản coi như chấp nhận được. Trải qua căn bệnh này rồi, họ có được chút thu hoạch và thấy rất hài lòng. Đây là tình huống khi gặp phải ốm đau bình thường. Thời gian bệnh cũng không dài, con người vẫn có thể chịu đựng được. Về cơ bản cũng nằm trong phạm vi khả năng chịu đựng của con người. Có những trận ốm đau, tuy rằng chữa trị một thời gian ngắn có chuyển biến tốt, nhưng sau đó lại tái phát, nặng hơn, cứ lặp đi lặp lại. Cuối cùng nghiêm trọng đến mức độ không chữa trị được nữa. Các loại phương pháp y học hiện đại đều bó tay. Vậy bệnh này nghiêm trọng tới mức nào? Đến mức người ta có thể đối mặt với cái chết bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là thời gian sống của con người có hạn, không phải là lúc không mắc bệnh và cái chết còn ở rất xa, không cảm nhận được, mà là đã có sự nhận biết với ngày mà mình chết, mình đang đối mặt với cái chết. Đối mặt với cái chết là thời khắc gian nan nhất, then chốt nhất trong cuộc đời con người, và nó đã tới. Lúc đó, người phải làm sao đây? Những người mang trong mình sự sầu khổ, âu lo và lo lắng, suốt ngày âu lo, sầu khổ, lo lắng vì cái chết của mình, cuối cùng cũng đón lấy thời khắc gian nan nhất của mình. Sự âu lo, sầu khổ và lo lắng của họ cuối cùng cũng biến thành sự thật. Họ càng sợ chết thì cái chết càng tới gần, càng không muốn phải đối mặt với cái chết sớm như vậy thì cái chết lại trái ý họ, bất ngờ đánh úp họ. Vậy họ phải làm sao? Họ chạy trốn, cự tuyệt, phản kháng, oán trách hay là thương lượng với Đức Chúa Trời? Có biện pháp nào dùng được không? Đều không dùng được. Sầu khổ cũng vô dụng, âu lo cũng vô dụng. Đến lúc chết, điều buồn nhất là gì?
Đó là trước đây họ thích ăn thịt kho tàu, thế mà mấy năm nay chẳng ăn được mấy miếng, đã chịu khổ quá nhiều. Vậy mà giờ cái chết ập đến, nghĩ tới thịt kho tàu thì lại muốn ăn, nhưng sức khỏe không ổn, không ăn nổi vì quá dầu mỡ. Trước đây họ thích cái đẹp, thích trang điểm, bây giờ sắp chết rồi, có cả tủ quần áo đẹp cũng chỉ có thể nhìn chứ không mặc lên người được. Cái chết thật quá khó chịu. Chết là chuyện đau khổ nhất, nghĩ tới cái chết thì trong lòng tựa như dao cắt. Nghĩ tới cái chết thì xương cốt toàn thân bỗng rã rời. Hễ nghĩ tới cái chết thì lại xót xa, muốn khóc, muốn rơi lệ. Người ta khóc lóc, rơi lệ, đau lòng vì chính họ sắp đối mặt với cái chết. Họ nghĩ, sao mình không muốn chết? Sao mình sợ cái chết đến như vậy? Trước kia, lúc chưa mắc bệnh nặng thì cảm thấy chết cũng không đáng sợ lắm. Ai mà không phải đối mặt với cái chết? Ai mà không phải chết cơ chứ? Chết thì chết thôi. Bây giờ nhìn lại thì thấy những lời đó không phải những lời dễ nói như thế. Thực sự đến lúc chết mới thấy chuyện này không phải dễ dàng giải quyết như thế. Sao lại buồn như thế? Các người có buồn khi nghĩ đến cái chết không? Mỗi khi nghĩ đến cái chết thì lại buồn bã và đau khổ. Chuyện gây âu lo và lo lắng nhất cuối cùng đã tới. Cho nên, ngươi càng nghĩ như vậy thì trong lòng càng sợ hãi, càng cảm thấy bất lực, càng cảm thấy đau khổ. Trong lòng ngươi không dễ chịu, ngươi không muốn chết. Vậy ai có thể giải quyết chuyện không chết này đây? Không ai giải quyết được cả. Bản thân ngươi chắc chắn không giải quyết được. Vậy ngươi không muốn chết thì có thể làm gì đây? Vẫn cứ phải chết thôi, chuyện này không ai thoát khỏi được. Cái chết này sẽ vây khốn con người. Trong lòng con người không muốn chết, nhưng suy nghĩ tràn ngập trong lòng và trong đầu họ đều là cái chết. Đó có phải là không chết thì cũng phải chết hay không? Vậy họ có thể chết thật không? Ai dám khẳng định khi nào thì mình chết, năm nào thì mình chết không? Ai biết được chứ? Có những người nói rằng, tôi tính rồi, tôi biết mình chết năm nào, tháng nào, ngày nào và lúc chết sẽ ra sao. Ngươi dám khẳng định không? Ngươi không khẳng định được. Ngươi không biết khi nào mình chết. Đây là chuyện thứ yếu. Quan trọng là ngươi có thái độ gì khi trận ốm đau này thực sự có thể làm cho ngươi chết ngay lập tức. Đây là vấn đề ngươi nên nghiền ngẫm và suy nghĩ. Ngươi đối mặt với nó bằng thái độ thuận phục hay đối đãi với nó bằng thái độ phản kháng, cự tuyệt, không cam tâm? Ngươi nên có thái độ như thế nào? Thuận phục. Thái độ thuận phục này không phải nói miệng là có thể đạt được hay thực hành ra được. Làm thế nào mới có thể đạt đến sự thuận phục? Người có nhận thức như thế nào mới có thể đạt đến thuận phục một cách cam tâm tình nguyện? Chuyện này không đơn giản phải không? Vậy hãy nói tiếng lòng của các ngươi xem. Khi bị bệnh nặng, con sẽ suy nghĩ rằng nếu mình thực sự chết thì cũng có sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Con người bại hoại sâu sắc như vậy, nếu chết cũng là do sự công chính của Đức Chúa Trời. Không được nói mình phải sống. Con người không có tư cách để yêu cầu Đức Chúa Trời. Mặt khác, con cảm thấy đã tin Đức Chúa Trời rồi thì bất kể thế nào, con cũng đã thấy được con đường nhân sinh đúng đắn, hiểu không ít lẽ thật. Cho dù con chết ngay lập tức cũng đáng. Nghĩ như vậy có đúng không? Đây có được xem là lý luận chống đỡ nhất định không? Còn ai nói nữa không? Nếu một ngày nào đó con thực sự mắc bệnh, có thể phải chết, thì có trốn tránh cũng không được. Đó cũng là sự tiền định
tế trị của Đức Chúa Trời, còn có băn khoăn, lo lắng cũng vô ích. Chút thời gian còn lại thì nên nghĩ xem làm thế nào để làm tốt bổn phận của mình. Như vậy, cho dù thực sự chết đi cũng không có gì hối tiếc. Vào thời điểm cuối cùng có thể thuận phục Đức Chúa Trời, thuận phục sự an bài của Ngài thì tốt hơn nhiều so với việc sống trong sợ hãi, lo sợ. Cách đón nhận này như thế nào? Có phải tốt hơn một chút không? Phải. Đúng rồi, người phải nhìn nhận về cái chết như vậy. Con người trong đời này đều phải đối mặt với cái chết. Nghĩa là khi con người đi đến cuối đường thì đều phải đối mặt với cái chết. Nhưng cái chết có nhiều tính chất. Một trong số đó là vào thời gian Đức Chúa Trời tiền định sẵn, người đã hoàn thành sứ mạng của mình, thì Đức Chúa Trời sẽ đặt dấu chấm hết cho sự sống xác thịt của ngươi. Sự sống xác thịt của ngươi sẽ kết thúc, nhưng điều này không có nghĩa là sự sống này của ngươi sẽ kết thúc. Xác thịt của một con người không còn thì sự sống cũng không còn. Có phải như vậy hay không? Sự sống này về sau tồn tại dưới hình thức nào phụ thuộc vào việc khi còn sống, người đối đãi với công tác Đức Chúa Trời làm và lời Đức Chúa Trời nói như thế nào. Điều này rất quan trọng. Việc sau này ngươi tồn tại dưới hình thức nào, có tồn tại hay không, đều được quyết định bởi thái độ của ngươi đối với Đức Chúa Trời, đối với lẽ thật khi ngươi còn sống. Nếu lúc còn sống, lúc đối mặt với cái chết, đối mặt với các loại ốm đau, mà thái độ của ngươi đối với lẽ thật là phản nghịch, phản kháng, chán ghét, thì khi sự sống xác thịt của ngươi kết thúc, ngươi sẽ tồn tại theo phương thức như thế nào? Đó chắc chắn là một phương thức khác. Sự sống này của ngươi chắc chắn không thể tiếp diễn. Ngược lại, lúc ngươi còn sống, lúc xác thịt còn có chi giác, mà thái độ của ngươi đối với lẽ thật và đối với Đức Chúa Trời là thuận phục, trung thành và có đức tin chân thực, thì sự sống xác thịt của ngươi dù đã kết thúc, nhưng sự sống của ngươi sẽ sinh tồn dưới một hình thức khác, trong một thế giới khác. Đó là một định nghĩa về cái chết. Ngoài ra, còn có một điều nữa. Chuyện chết đi hẳn là giống với những chuyện khác về tính chất, đều không do con người lựa chọn, lại càng không thay đổi vì ý chí của con người. Cái chết và bất kỳ chuyện lớn nào khác trong cuộc đời đều giống nhau cả, đều nằm dưới sự thiền định và tể trị của đấng tạo hóa. Nếu có người đòi chết, chưa chắc họ đã chết. Nếu có người đòi sống, chưa chắc họ sẽ sống. Mọi sự đều nằm dưới sự tể trị và tiền định của Đức Chúa Trời. Mọi sự đều được thay đổi và được quyết định bởi quyền hành và tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, bởi sự an bài và tể trị của Ngài. Cho nên, ngươi bị bệnh nặng, một căn bệnh nặng có thể dẫn đến cái chết, nhưng chưa chắc sẽ chết. Vậy cái chết này do ai quyết định? Là do Đức Chúa Trời quyết định. Nếu đã do Đức Chúa Trời quyết định, con người không quyết định được chuyện này, thì họ còn sầu cái gì, lo lắng cái gì? Chuyện này cũng giống như việc cha mẹ ngươi là ai, ngươi sinh ra vào thời gian nào, sinh ra ở đâu vậy, không phải do ngươi lựa chọn. Lựa chọn sáng suốt nhất trong những chuyện này chính là thuận theo tự nhiên, thuận phục, không được lựa chọn, cũng không được vì thế mà dốc ra bất kỳ tâm tư, sinh lực nào, không được vì nó mà sầu khổ, mà âu lo lắng. Nếu đã không thể lựa chọn, sao con người còn phải tiêu phí nhiều sinh lực, tâm tư vì nó như vậy? Đây là ngu muội, không sáng suốt. Khi đối mặt với chuyện trọng đại như cái chết, việc nên làm không phải là sầu khổ, không phải lo lắng, sợ hãi, mà là gì? Là chờ đợi, đúng không? Đúng. Đúng phải không? Chờ đợi có phải là chờ chết hay không? Đối mặt với cái chết thì chờ chết. Vậy đúng không? Không đúng,
mà nên đối mặt một cách tích cực và thuần phục. Đúng rồi, chứ không phải là chờ chết. Nghĩa là ngươi đừng bị chuyện chết đi này hù dọa, cũng đừng dùng hết sinh lực để ngẫm nghĩ về chuyện này, đừng suốt ngày nghĩ mình có thể chết không? Khi nào thì mình chết? Sau khi chết rồi thì mình phải làm sao? Đừng nghĩ đến những chuyện này nữa. Có những người nói, sao lại không suy nghĩ cho được? Chết đến nơi rồi tại sao không suy nghĩ một chút chứ? Bởi vì ngươi có thể chết hay không vẫn là một ẩn số. Đức Chúa Trời có để cho ngươi chết hay không cũng là một ẩn số. Đều là chuyện không biết được. Nói cụ thể hơn thì chuyện chết lúc nào, chết ở đâu, chết vào giờ nào, khi chết thân thể của ngươi cảm thấy thế nào thì đều không biết được. Chuyện mình không biết được mà ngươi còn nhọc lòng suy nghĩ, nghiền ngẫm như vậy, còn âu lo lo lắng vì nó thì ngươi có phải ngu xuẩn hay không? Nếu đã là ngu xuẩn thì con người không nên hao tổn tâm huyết về nó. Bất kể đối đãi với chuyện gì, đều nên có thái độ tích cực và chính diện. Đối đãi với cái chết thì càng phải có thái độ tích cực và chính diện. Thái độ tích cực và chính diện này không có nghĩa là hùa theo và chờ đợi cái chết, cũng không phải là tích cực và chủ động mưu cầu cái chết. Nếu không phải là mưu cầu cái chết, không phải là hùa theo, cũng không phải là chờ đợi cái chết, vậy thì là gì? Là thuận phục. Thuận phục là một dạng thái độ đối với chuyện chết. Buông bỏ chuyện này và không nghĩ đến nó nữa là biện pháp tốt nhất. Có những người nói, tại sao không nghĩ đến nó chứ? Không nghĩ cho thấu nó thì con có thể thắng được nó sao? Không nghĩ cho thấu nó thì con có thể buông bỏ được sao? Có thể chứ. Tại sao lại có thể? Ngươi nói xem, lúc cha mẹ sinh ngươi ra là do ngươi nghĩ mà ra à? Ngoại hình, tuổi tác, ngành nghề làm việc của ngươi, việc ngươi đang ngồi đây hôm nay, tâm trạng hiện thời của ngươi đều là do ngươi nghĩ mà có à? Đâu phải do nghĩ mà có, mà là do sự chuyển rời của ngày tháng, do con người sống một cách bình thường, ngày này qua ngày khác. Ngày qua ngày đi tới bây giờ, đó là chuyện rất tự nhiên. Cái chết cũng thế, trong quá trình vô thức, người sống đến tuổi trưởng thành, đến tuổi trung niên, đến tuổi già, đến những năm cuối đời và rồi cái chết đến, đừng nghĩ đến nó làm gì. Chuyện ngươi không nghĩ đến sẽ không được ngăn ngừa vì ngươi không nghĩ đến, cũng không xảy ra sớm vì ngươi nghĩ đến. Nó đâu thay đổi theo ý chí của con người, phải vậy không? Người đừng nghĩ đến nó. Vậy đừng nghĩ đến nó nghĩa là gì? Nghĩa là nếu như chuyện này thật sự sắp xảy ra trong tương lai gần, mà người cả ngày nghĩ đến nó thì đối với người mà nói, nó sẽ là một loại áp lực vô hình. Áp lực này khiến người trở nên đầy sợ hãi đối với cuộc sống và cuộc đời. Người sẽ không có thái độ tích cực và chính diện. Thay vào đó sẽ ngày càng chán nản. Bởi vì khi người ta đối diện với cái chết, thì họ chẳng còn thái độ hứng thú và tích cực gì đối với tất cả mọi chuyện nữa. Chỉ còn sự chán nản mà thôi. Họ phải chết, mọi sự đều kết thúc. Mưu cầu điều gì hay làm việc gì cũng không còn ý nghĩa. Họ không còn cái để phấn đấu, không còn động lực. Mọi việc họ làm đều là để chuẩn bị cho cái chết và phát triển theo hướng của cái chết. Vậy thì mọi việc họ làm còn có ý nghĩa gì nữa? Do đó, mọi việc họ làm đều mang thành phần và tính chất tiêu cực và chết chóc. Vậy có thể đạt đến không nghĩ đến chuyện này không? Có dễ đạt đến không? Nếu như chuyện này căn bản chỉ là do trí óc ngươi suy luận, tưởng tượng ra, thì đó là sợ bóng sợ gió một trận, là tự mình dọa mình. Căn bản không phải là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai gần. Vậy thì ngươi nghĩ đến nó làm gì?
chỉ càng thêm thừa thãi thôi. Cái nên đến thì sẽ luôn đến. Cái không nên đến thì ngươi nghĩ thế nào nó cũng sẽ không đến. Ngươi sợ cũng vô ích, lo lắng cũng vô ích. Chuyện chết này không phải ngươi cứ lo lắng là có thể được ngăn ngừa, cũng không phải ngươi cứ sợ là có thể được loại bỏ. Cho nên, một mặt ngươi nên buông bỏ chuyện này từ trong lòng trước. Đừng quá coi trọng chuyện này, mà nên phó thác nó cho Đức Chúa Trời. Như thể cái chết này không có quan hệ gì với ngươi. Đó là chuyện mà Đức Chúa Trời an bài, thì cứ để Ngài an bài. Như vậy chẳng phải đơn giản sao? Mặt khác, khi đối đãi với cái chết, ngươi nên có thái độ tích cực và chính diện. Ngươi nói xem, trong số hàng tỷ người trên toàn thế giới này, có ai có phúc phận được nghe nhiều lời Đức Chúa Trời như vậy, hiểu nhiều lẽ thật về cuộc đời như vậy, hiểu nhiều lẽ mầu nhiệm như vậy không? Ai có thể đích thân tiếp nhận sự dẫn dắt và chu cấp của Đức Chúa Trời, tiếp nhận sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài? Có ai có phúc phận này? Không có mấy người. Cho nên, những người như các ngươi hôm nay có thể sống trong nhà Đức Chúa Trời, tiếp nhận sự cứu rỗi và sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Nghĩa là hiện tại, dù các ngươi có chết cũng đáng giá. Các ngươi được hưởng quá nhiều phúc phận rồi, có phải không? Xét từ điểm này, con người không nên bị chuyện chết hù dọa và kìm kẹp. Mặc dù không hưởng thụ được vinh hoa phú quý gì của thế gian, nhưng ngươi lại được đấng tạo hóa rủ lòng thương xót, được nghe nhiều lời Đức Chúa Trời như vậy. Đây có phải là hạnh phúc hay không? Cuộc đời này của ngươi dù sống được bao nhiêu năm cũng đáng giá, không có gì hối tiếc, bởi vì ngươi đã từng liên tục thực hiện bổn phận của mình trong công tác của Đức Chúa Trời, đã hiểu lẽ thật, hiểu lẽ mầu nhiệm của cuộc đời, hiểu con đường và mục tiêu nên mưu cầu trong đời. Ngươi đã đạt được quá nhiều rồi. Ngươi đã sống thật đáng giá. Cho dù không thể nói quá rõ ràng, nhưng người có thể thực hành ra một vài lẽ thật, cũng có được một chút thực tế. Điều này chứng tỏ người đã đạt được sự chu cấp sự sống từ công tác của Đức Chúa Trời, hiểu một vài lẽ thật. Người đã đạt được quá nhiều, quá phong phú, phúc phận này thật lớn biết bao. Từ khi có loài người đến nay, suốt mọi thời đại, chưa từng được hưởng phúc phận này, chỉ có các ngươi được hưởng. Vậy bây giờ nếu chết, có phải cũng cam tâm rồi hay không? Có phần cam tâm này thì thái độ đối với cái chết sẽ có sự thuận phục chân thực, phải không? Một mặt, con người có nhận thức chân thực, cộng thêm sự phối hợp tích cực và chủ động, sự thuận phục chân thực và cả thái độ đúng đắn đối với cái chết. Như vậy thì sự sầu khổ, âu lo và lo lắng của con người đối với cái chết có phải sẽ giảm bớt đi nhiều hay không? Giảm bớt đi nhiều. Có những người nói, bây giờ vừa mới nghe những mối thông công này thì có vẻ còn chưa giảm bớt được nhiều, có thể phải qua một thời gian nữa. Nhất là người lớn tuổi và những người hiện tại đang mang bệnh thật trong người, họ suy nghĩ rất nhiều về chuyện chết này. Người nào gặp khó khăn, người đó mới biết. Khi một số người mang bệnh thời gian dài, cuối cùng họ sẽ đúc kết được rằng, tôi tin Đức Chúa Trời bao năm nay, tôi thấy những người mắc bệnh giống như tôi đã chết từ lâu rồi. Nếu họ đầu thai, nói không chừng bây giờ đã trưởng thành, đã 20-30 tuổi rồi. Tôi sống lâu như vậy đều là nhờ Đức Chúa Trời ân đãi, cho không? Nếu không tin Đức Chúa Trời thì tôi cũng đã chết từ lâu rồi. Lúc đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ đều giật nảy mình. Anh nói xem, tôi đây được lợi lớn biết mấy, được hưởng phúc phận lớn biết mấy. Nếu tôi chết cách đây 20 năm thì những lẽ thật này, những đạo lý này tôi đều không được nghe, đều không hiểu. Tôi mà chết như vậy thì chẳng đạt được gì,
sống bao nhiêu tuổi cũng đều là hư không, đều là sống uổng phí một đời. Bây giờ tôi sống được lâu như vậy, lại đạt được nhiều như vậy. Mấy năm qua, tôi cũng không nghĩ tới chuyện chết nữa, không còn sợ nữa. Nếu người ta luôn sợ chết, thì sẽ luôn nghĩ đến mọi mặt vấn đề của cái chết. Nếu như người ta không sợ chết nữa, không sợ hãi cái chết nữa, thì chứng tỏ người ta chịu khổ đủ nhiều rồi, không còn sợ hãi cái chết nữa. Có những người nói rằng, không còn sợ hãi cái chết nữa, vậy có phải là muốn chết hay không? Cũng không phải. Muốn chết là một loại thái độ tiêu cực, là một loại thái độ trốn tránh. Còn chuyện không nghĩ đến cái chết ta vừa nói, nó là một loại thái độ khách quan, tích cực, nghĩa là xem nhẹ cái chết, không coi trọng nó nữa, không còn nghĩ cái chết là một chuyện buồn bã và âu sầu, cũng không còn lo lắng, không còn bận lòng, không bị trói buộc bởi chuyện chết này nữa, và đã sớm thoát ra khỏi đó rồi. Người như vậy thì có chút thể nghiệm, có chút trải nghiệm rồi. Nếu ai đó luôn bị trói buộc và kìm kẹp bởi ốm đau và cái chết, luôn bị mắc kẹt trong cảm xúc tiêu cực như sầu khổ, âu lo và lo lắng, không thể thực hiện bổn phận một cách bình thường, cũng không thể sống một cách bình thường, vậy thì họ nên nghe nhiều lời chứng trải nghiệm về phương diện này, xem những người có thể xem nhẹ cái chết đã trải nghiệm chuyện này như thế nào, xem trong quá trình trải nghiệm này, họ đã nhận thức cái chết như thế nào, thì có thể đạt được chút gì đó quý giá. Chuyện chết không dễ giải quyết, nó là khó khăn lớn nhất của con người. Nếu có người bảo ngươi, tâm tính bại hoại của anh sâu sắc như vậy, nhân tính của anh cũng không tốt, nếu anh không mưu cầu lẽ thật cho tốt, sau này anh có thể làm rất nhiều việc ác, sẽ phải xuống địa ngục và chịu sự trừng phạt. Người nghe xong thì khó chịu một hồi, sau đó suy ngẫm một chút, ngủ một giấc dậy thì sẽ vơi đi nhiều, không còn khó chịu như vậy nữa. Thế nhưng, nếu như ngươi mắc bệnh, mà bệnh này có thể dẫn đến cái chết, không còn sống được lâu nữa, vậy thì không phải ngủ một giấc là có thể giải quyết, cũng không phải dễ buông bỏ như vậy. Chuyện này cần một khoảng thời gian rèn luyện. Người thực sự mưu cầu lẽ thật thì có thể thoát ra khỏi vấn đề đó, có thể tìm kiếm lẽ thật trong mọi chuyện, dùng lẽ thật để giải quyết mọi chuyện. Không có vấn đề gì không giải quyết được. Còn nếu dùng biện pháp của con người, thì cuối cùng chỉ có thể không ngừng vì thế mà sầu khổ, âu lo, lo lắng. Khi sự tình không thể giải quyết được thì lại áp dụng phương pháp cực đoan để giải quyết. Lại có những người áp dụng biện pháp tiêu cực và chán nản để đối đãi với chuyện này. Họ nghĩ, chết thì chết thôi, ai sợ chứ? Sau khi chết thì đầu thai rồi sống một lần nữa thôi mà. Tự ngươi có thể quyết định chuyện này sao? Đó là ngươi tìm thuốc tiêu sầu cho mình mà thôi. Vậy cũng không giải quyết được vấn đề. Bởi vì vạn vật, mọi sự, bất kể là thứ con người có thể thấy được hay không thể thấy được, bất kể là thứ thuộc về vật chất hay phi vật chất, hết thảy đều nằm trong tay đấng tạo hóa, quản lý, tể trị. Không một ai có thể quản lý số phận của mình, bất kể là đối với ốm đau hay cái chết. Thái độ duy nhất con người nên có chính là nhận thức, tiếp nhận và thuận phục, chứ không phải là dựa vào tưởng tượng và quan niệm, cũng không phải là tự mình tìm đường ra, càng không phải là cự tuyệt, phản kháng. Nếu ngươi một mực dùng phương pháp của mình để giải quyết chuyện ốm đau, cái chết này, thì ngươi càng sống càng đau khổ, càng sống càng chán nản, càng không có đường để đi. Cuối cùng vẫn chỉ còn một con đường chết. Vậy thì kết cục của ngươi sẽ thật sự giống như cái chết của ngươi, là chết hoàn toàn. Nếu ngươi có thể tích cực tìm kiếm lẽ thật,
dù là nhận thức những ốm đau mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho ngươi, hay đối mặt với chuyện chết, ngươi có thể chủ động tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm sự sắp đặt, tể trị và an bài của Đấng Tạo Hóa đối với loại chuyện trọng đại này, đồng thời đạt được sự thuận phục thực sự, thì như thế sẽ hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi dùng sức mạnh của con người và biện pháp của con người để đối phó với tất cả những chuyện này, cố gắng giải quyết chúng, thoát khỏi chúng, như thế thì kết quả cuối cùng, cho dù là ngươi không chết và có thể tạm thời thoát khỏi cửa tử, nhưng bởi vì ngươi không có sự nhận thức, tiếp nhận và thuận phục chân thực đối với Đức Chúa Trời và lẽ thật, từ đó dẫn đến việc ngươi không đưa ra được lời chứng trong chuyện này. Vậy thì lần sau gặp lại loại chuyện này, nó vẫn là một thử thách to lớn đối với ngươi. Ngươi vẫn có khả năng phản bội Đức Chúa Trời, vẫn có khả năng vấp ngã. Điều này chắc chắn là một chuyện nguy hiểm đối với ngươi. Cho nên, nếu như ngươi bây giờ thật sự đối mặt với ốm đau hoặc cái chết, vậy ta nói cho ngươi biết, chi bằng nhân lúc này gặp phải hoàn cảnh thực tế như vậy, ngươi hãy tìm kiếm lẽ thật mà giải quyết cho xong chuyện này từ căn nguyên. Chứ đừng đợi đến khi cái chết thật sự đến thì ngươi lại trở tay không kịp, lại cảm thấy mờ mịt, băn khoăn, không có chỗ nào để cậy dựa, rồi từ đó mà làm ra những chuyện khiến ngươi hối tiếc cả đời. Ngươi làm ra chuyện gây hối tiếc, hối hận thì có thể dẫn đến kết cục diệt vong. Cho nên, bất kể là chuyện gì, ngươi đều nên bắt đầu bước vào từ nhận thức nên có và lẽ thật nên hiểu của chuyện đó. Nếu ngươi luôn sầu khổ, âu lo và lo lắng đối với loại chuyện như ốm đau và sống trong loại cảm xúc tiêu cực này, thì ngươi nên bắt đầu tìm kiếm lẽ thật từ bây giờ để giải quyết chúng càng sớm càng tốt. Những cảm xúc tiêu cực như sầu khổ, âu lo và lo lắng có tính chất giống với các loại cảm xúc tiêu cực khác. Đủ loại cảm xúc tiêu cực này nảy sinh là do con người không hiểu lẽ thật, sống dưới sự trói buộc của đủ loại tâm tính bại hoại của Satan, hoặc sống dưới sự bao vây tấn công và ảnh hưởng bởi những tư tưởng của Satan. Những cảm xúc tiêu cực này dẫn đến việc con người không ngừng sống dưới các loại quan điểm và tư tưởng sai lầm, cũng không ngừng khiến con người bị các loại quan điểm và tư tưởng sai lầm kiểm soát, từ đó ảnh hưởng và cản trở việc con người mưu cầu lẽ thật. Đương nhiên, những cảm xúc tiêu cực như sầu khổ, âu lo, lo lắng, một mặt quấy nhiễu cuộc sống của con người, một mặt cũng nắm thế chủ đạo trong cuộc sống của con người, một mặt ảnh hưởng đến việc con người mưu cầu lẽ thật, một mặt cũng ngăn cản con người mưu cầu lẽ thật. Cho nên, những cảm xúc tiêu cực này, mặc dù xét theo nghĩa đơn giản cũng là một loại cảm xúc, nhưng ảnh hưởng của nó thì không thể coi thường. Ảnh hưởng nó gây ra đối với con người, hậu quả mang lại đối với sự mưu cầu của con người và con đường họ đi đều rất nguy hiểm. Cho nên, dù nói như thế nào, khi các loại cảm xúc tiêu cực thường xuyên xuất hiện quấy nhiễu, thì con người nên kịp thời phát hiện và mổ xẻ lý do vì sao mình thường xuất hiện những cảm xúc tiêu cực như vậy. Vì sao mình thường bị loại cảm xúc tiêu cực này quấy nhiễu? Hoặc là trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, những cảm xúc tiêu cực này cứ quấy nhiễu con người, gây ra sự quấy nhiễu rất lớn cho việc mưu cầu lẽ thật của họ. Những thứ này đều là thứ mà con người nên nhận thức. Sau khi nhận thức được những thứ này, việc tiếp theo con người nên làm là nghĩ cách tìm kiếm lẽ thật, hiểu lẽ thật trong chuyện này, cố gắng để không bị những quan điểm và tư tưởng sai lầm đó tiếp tục quấy nhiễu và ảnh hưởng và thay thế chúng bằng những nguyên tắc lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã dạy cho con người. Sau khi hiểu các nguyên tắc lẽ thật, việc tiếp theo là nên thực hành theo nguyên tắc lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã dạy bảo cho con người. Trong lúc con người thực hành, các loại cảm xúc tiêu cực của họ sẽ dần dần xuất hiện để quấy nhiễu,
cũng dần dần bị họ giải quyết và chống lại từng cái một. Rồi chẳng biết từ bao giờ, con người sẽ thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực này. Vậy cách giải quyết của các loại cảm xúc tiêu cực này phụ thuộc vào điều gì? Phụ thuộc vào sự mổ xẻ, nhận thức của con người đối với nó, cũng phụ thuộc vào sự tiếp nhận của con người đối với lẽ thật, lại càng phụ thuộc vào sự mưu cầu và thực hành của con người đối với lẽ thật. Có phải như vậy hay không? Trong quá trình từng bước mưu cầu và thực hành lẽ thật, các loại cảm xúc tiêu cực của con người cũng từng bước được giải quyết và buông bỏ. Xét đến hiện tại, giữa các loại cảm xúc tiêu cực và tâm tính bại hoại, các người cho rằng cái nào dễ buông bỏ hơn một chút, cái nào dễ giải quyết hơn một chút? Cảm xúc tiêu cực dễ giải quyết hơn một chút. Cảm xúc tiêu cực dễ giải quyết hơn một chút ư? Mỗi người một khác. Không có cái nào khó, cũng không có cái nào dễ, mỗi người một khác. Tóm lại, từ khi bắt đầu thông công về việc buông bỏ cảm xúc tiêu cực, chúng ta đã thêm một vài nội dung cho việc mưu cầu thay đổi tâm tính của con người. Đó chính là buông bỏ các loại cảm xúc tiêu cực. Buông bỏ cảm xúc tiêu cực chủ yếu là giải quyết một số tư tưởng và quan điểm sai lầm. Còn giải quyết tâm tính bại hoại thì phải nhìn thấu thực chất của tâm tính bại hoại. Các ngươi nói xem, giải quyết cảm xúc tiêu cực và giải quyết tâm tính bại hoại, cái nào dễ hơn một chút? Thực ra, giải quyết vấn đề nào cũng đều không phải chuyện dễ dàng. Nếu ngươi thật sự có ý chí, có thể tìm kiếm lẽ thật, thì bất kể giải quyết vấn đề của phương diện nào cũng không phải là vấn đề. Nhưng nếu ngươi không phải là người mưu cầu lẽ thật, cũng sẽ không cảm thấy hai vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào. Vậy thì muốn giải quyết vấn đề nào cũng không phải dễ. Những thứ tiêu cực, xấu xa, phản diện này đều cần đến tiếp nhận lẽ thật, thực hành và thuận phục lẽ thật để giải quyết. Cần thay thế chúng bằng những thứ tích cực. Quá trình luôn là như vậy. Đều cần con người chống lại những thứ phản diện và tiếp nhận những thứ chính diện, tích cực, phù hợp với lẽ thật. Một là về mặt tư tưởng và quan điểm, một là về mặt tâm tính con người, một là giải quyết tư tưởng và quan điểm của con người, một là giải quyết tâm tính bại hoại của con người. Đương nhiên, hai thứ này đôi khi xuất hiện cùng lúc và liên quan đến nhau. Bất kể thế nào đi nữa, buông bỏ cảm xúc tiêu cực cũng là một phương diện của nội dung mà người mưu cầu lẽ thật nên thực hành. Được rồi, hôm nay chúng ta thông công đến đây thôi.